Hello Nhân Bùi ạ, em thấy Nhân Bùi rồi nha. Khách yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành cho mini game luôn khách yêu nha. Tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Hello Út Nguyễn ạ, hello Wedding ạ. Còn khách em nào đang tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game với khách yêu nha. Hello Nguyễn Ti ạ, hello Wedding ạ, em thấy tất cả các khách yêu nha. Còn khách yêu nào đang tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn nha. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nhé. Sau đây em sẽ giới thiệu qua cho luật chơi của bên em cho khách yêu có thể nắm rõ luật chơi của bên em ạ. Để có thể dễ dàng tuyển quà mini game của bên em khách yêu nhé. Em sẽ chọn một con bài bất kỳ trong bộ bài đó. Em chọn một con bài bất kỳ khách yêu nhé. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em đó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em giúp khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã nắm rõ luật chơi của bên em chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã nắm rõ luật chơi của bên em chưa ạ? Hello Nguyễn Ti ạ, hello Diễm Tiên, Phan Thị ạ. Khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn nha. Để chúng ta có thể tiến hành cho mini game luôn khách yêu nha. Hello Kim Yến ạ, em thấy Kim Yến ạ. Không để khách yêu phải chờ đợi lâu thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game luôn ạ. Khách yêu nào vào trước thì chơi trước ạ. Bạn nào vào trước thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Nên là sau đây em sẽ chọn một con bài bất kỳ đó ạ. Diễn tiên Phan Thị ơi, em thấy diễn tiên Phan Thị rồi ạ. Em đã chọn được một con bài bất kỳ rồi khách yêu ơi. Bây giờ khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Hello Thị Quỳnh ạ, em thấy Thị Quỳnh ạ. Hello Nguyễn Nguyễn ạ. Hello Hiếu Nguyễn ạ. Em sẽ giới thiệu qua lại luật chơi của bên em cho một số bạn mới vào tham gia mini game của bên em có thể nắm rõ luật chơi khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Để trúng quà mini game của bên em, khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em vào trong top chia sẻ khách yêu nha. Lưu ý giúp em làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Hiếu Nguyễn ơi, đây không phải là bài bạc đâu ạ, đây là chỉ đón con bài thôi ạ. Đây là mini game của bên em, có chơi có trúng nha. Hello Cẩm Thơ, em thấy Cẩm Thơ ạ. Hello Thị Quỳnh, em thấy Thị Quỳnh luôn ạ. Hello Trúc Môn ạ, em thấy Trúc Môn luôn ạ. Hello Không Tồn Tại ạ, hello Gấu Trúc Panda ạ. Hiếu Nguyễn ơi, đây không phải là chơi bài bạc gì đâu ạ, đây chỉ là đoán con bài thôi ạ. Đoán giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Và chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Hiếu Nguyễn, Nguyễn ơi, em thấy Nguyễn Nguyễn ạ. Tất cả khách yêu ơi, đoán giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ. Tất cả đoán giúp em đi ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Nhanh tay đoán con bài giúp em đi ạ. Nguyễn Nguyên ơi, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Càng chia sẻ nhiều thì cơ hội trúng quà mini game càng cao khách yêu nha. Lưu ý giúp em là chia sẻ
30 lần cũng được ạ. Nhưng số lượt chia sẻ của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác hay yêu nha. Phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác ạ, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Khách yêu chia sẻ ít chưa có đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác thì cũng chưa có cơ hội trúng quà mini game của bên em đâu ạ. Hello Diễm Thúy ạ, em thấy comment của Diễm Thúy ạ. Nguyễn Ti ơi, comment con bài, comment cả chất con bài giúp em ạ. Comment cả chất con bài giúp em luôn nha. Nếu như comment như con bài thì cũng chưa có đúng đâu ạ. Nhân viên bên em sẽ loại kết quả đó ra đó. Nên là bạn nào đó comment rồi thì comment cả con bài và chất con bài giúp em ạ. Em thấy comment của Minh Thúy là 5 cơ, comment của Diễm Tiên Phan Thị là 2 euro, comment của Nguyễn Thúy là 2 cơ, comment của Trúc Môn là già cơ. Hình như tất cả các khách yêu đều nghĩ hôm nay con bài trên em đang cầm là con bài đỏ, màu đỏ đúng không ạ? Em thấy tất cả đều comment con bài màu đỏ hết ạ. Tất cả khách yêu ơi, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Nhanh tay làm đúng và làm đúng giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Làm đúng và làm đúng giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Lưu ý giúp em là làm đúng và làm đúng giúp em ạ. Quà mini game của bên em là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó. Khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó cho mình luôn khách yêu nha. Và số lượng khách yêu không có giới hạn ạ. Bên em không có giới hạn số lượng khách yêu trúng quà mini game của bên em đâu ạ. Nên là nếu như là đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Chúc mua hai màu đỏ, đỏ hay màu đen hả chị? Khách yêu đã muốn có gợi ý chưa ạ? Khách yêu muốn có gợi ý chưa ạ? Sau đây em sẽ gợi ý luôn cho khách yêu ạ, không để khách yêu phải chờ đợi lâu khách yêu nha. Con bài trên tay đang cầm là con cơ, con rô, con bích hay con chuồn đẹp? Con bài trên tay đang cầm là con cơ, con rô, con bích hay con chuồn đẹp? Em sẽ có gợi ý đầu tiên cho khách yêu đây ạ. Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý đầu tiên của em chưa ạ? Em sẽ có gợi ý đầu tiên cho khách yêu luôn đây ạ. Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý đầu tiên của em chưa ạ? Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý đầu tiên của em chưa ạ? Con bài trên tay em đang cầm, con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi khách yêu nha. Chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi ạ. Bạn nào đã đoán con bích và con chuồn rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Con bích và con chuồn là không có đúng rồi khách yêu nha. Em thấy comment của Trúc Ngôn là 9 cơ, comment của Quang Hương là 10 cơ, comment của Nguyễn Nguyễn là 7 rô ạ. Của Mai Trúc là 9 rô ạ. Hương Lan ơi, em có gợi ý luôn rồi đây ạ. Em đã có gợi ý đầu tiên cho khách yêu luôn rồi đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi khách yêu nha. Bạn nào đã đoán con bích và con chuồn thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Bạn nào đã đoán con bích và con chuồn rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con cơ và con rô khách yêu nha. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ. Chưa có comment giúp em thì nhanh tay comment giúp em đi ạ. Nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Lưu ý giúp em, khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm ạ. Chia sẻ ở đâu cũng được, nhưng chia sẻ ở chế độ công khai giúp em. Tránh chia sẻ ở chế độ chuyển mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè khách yêu nha. Tại vì khách yêu chia sẻ ở hai chế độ đó thì nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu đâu ạ. Nên là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Chia sẻ 30 lần cũng được, miễn là sức cạnh số lượng chia sẻ của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với số lượng chia sẻ của các khách hàng khác để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Sau khi kết thúc mini game rồi thì bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi khách yêu có thể xóa bài chia sẻ đi, nên là đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chơi nhiệt tình giúp em, chia sẻ nhiệt tình giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con cơ hay con rô đây ạ? Em sẽ có gợi ý thứ hai cho khách yêu luôn đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con cơ hay con rô đây ạ? Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý thứ hai của em chưa ạ? Tất cả khách yêu nhìn thấy gợi ý thứ hai của em chưa ạ? Lưu ý giúp em, con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con rô thôi khách yêu nha. Bạn nào có đoán con cơ rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Hello Quỳnh Hương ạ, em thấy Quỳnh Hương ạ. Quỳnh Hương ơi, nhanh tay vào comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay tham gia mini game của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi ạ. Hello No Henry ạ. No Henry ơi, nhanh tay vào đón con bài giúp em ạ. Nhanh
cách chia sẻ like của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em No Henry nha. Biết đâu cơ hội sẽ mỉm cười với No Henry ngày hôm nay ạ. Con bài của chúng ta ngày hôm nay là con bài gì đây khách yêu ơi? Bạn nào tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ giúp em, nhanh tay comment giúp em đoán con bài trên tay đang cầm là con bài gì khác yêu nha. Xoái muội ơi, em thấy comment của xoái muội rồi ạ. Tất cả khách yêu ơi, comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ. Đây là thời gian khách yêu có thể đoán thoải mái con bài ạ. Nên là có bao nhiêu con bài thì khách yêu cứ đoán giúp em luôn đi ạ. Nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm để là con bài gì để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Hello Hồng Tây ạ, em thấy Hồng Tây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đây ạ? Em sẽ có gợi ý thứ ba cho khách yêu luôn ạ. Em sẽ có gợi ý thứ ba cho khách yêu luôn đấy khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con từ con 4 đến con 10 rô thôi khách yêu nha. Từ con 4 đến con 10 rô thôi ạ. Ok No Henry ạ, em đoán là chia sẻ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn No Henry nha. Nhanh tay đoán con bài và nhanh tay chia sẻ giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Bạn No Henry đã chia sẻ rồi thì còn không biết là tất cả các khách yêu khác đã chia sẻ mini game của bên em chưa ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 thôi ạ. Em đã có gợi ý thứ 3 cho khách yêu luôn rồi ạ. Sau khi em đã có gợi ý rồi thì cái số thời gian mà khách yêu có thể đoán con bài, số thời gian khách yêu có thể chia sẻ like của bên em còn rất là ít khách yêu nha. Nên là bạn nào tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Ok Nguyễn Nguyễn ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Em đã có gợi ý thứ ba cho khách yêu rồi đấy ạ. Em đã có gợi ý rất thừa sát cho khách yêu rồi đấy ạ. Nên là bạn nào tham gia mini game của bên em thì nhanh tay đoán con bài giúp em, nhanh tay chia sẻ con bài giúp bên em ạ. Bùi Thị Phương Anh ơi, đoán con bài, đoán cả chết con bài giúp em luôn ạ. Em thấy comment của Cẩm Thơ là 4 rô, Phạm Ngọc là 4 rô, Bé Lười là 5 rô ạ. Bùi Thị Phương Anh ơi, đoán cả chết con bài giúp em luôn khách yêu nha. Lưu ý giúp em là một con mình đúng là bao gồm con bài và chết con bài ạ. Nếu như mà khách yêu con mình nguyên con bài không thì cũng chưa có đúng khách yêu nha. Con mình nguyên con bài không thì cũng chưa có đúng đâu ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu đã đoán được con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì chưa ạ? Em sẽ có gợi ý tiếp cho khách yêu đây ạ. Khách yêu đã nhìn thấy tiếp gợi ý của em chưa ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 rô thôi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 rô thôi khách yêu nha. Con 4, con 5 cũng không có đúng rồi ạ. Em thấy con rất là nhiều bạn comment con 4, con 5 đấy ạ. Nếu như bạn nào đó comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái, comment không giới hạn số lượng comment ạ. Nên là bạn nào đó comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Ok, em nhận được comment của Minh Thúy là 10 rô, Bé Lười là 8 rô ạ. No Henry là 8 rô ạ. Hàn Anji là 7 rô ạ. Ngân Võ ơi, sau chương trình mini game sẽ có chương trình sale son rất là hot Ngân Võ nha. Nếu như muốn mua son sale của bên em thì đợi sau mini game giúp em ạ. Còn đây đang là thời gian khách yêu chơi mini game của bên em ạ. Bên em sẽ tặng son không đồng cho khách yêu nếu như bạn nào trúng mini game của bên em đó. Nên là nhanh tay tham gia mini game của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là từ con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 thôi ạ. Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ nhiệt tình giúp em, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Cẩm Linh ơi, em thấy Cẩm Linh nha, nhanh tay đoán giúp em xem con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì ạ. Em sẽ có gợi ý tiếp theo cho khách yêu luôn nè ạ. Em sẽ có gợi ý tiếp theo luôn cho khách yêu luôn nè ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con chỉ có thể là con 7, con 8, con 9, con 10 thôi khách yêu nha. Con 6 là cũng không có đúng rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7, con 8, con 9, con 10 thôi ạ. Con 6 là cũng không có đúng rồi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 thôi ạ. Con 6 là cũng không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã đoán con 6 từ nãy đến giờ rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em luôn đi ạ. Nhanh tay đoán lại giúp em luôn đi ạ. Ok khách yêu, em thấy comment của Sinh Đặng Nguyễn là 8 rô, comment của Hiền Thúy Thân là
8 rô, cập nguyên là 8 rô. Liệu con bài ngày hôm nay là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu, bạn nào mới tham gia mini game của bên em chưa có comment được con bài, nhanh tay comment giúp em ạ. Nhanh chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like ạ, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Liệu con bài ngày hôm nay của chúng ta là con mấy đây ạ? Em sẽ có gợi ý tiếp theo cho khách yêu luôn đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7, con 8 rô thôi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7, con 8 rô thôi ạ. Con 9, con 10 là cũng không có đúng rồi ạ. Con 9, con 10 là cũng không có đúng rồi khách yêu nha. Bạn nào đã đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Bạn nào đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 và con 8 rô thôi khách yêu nha. 5 phút cuối cùng ạ. 5 phút cuối cùng để bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em ạ. Chưa được comment đoán được con bài thì nhanh tay comment đoán con bài giúp em ạ. 5 phút cuối cùng khách yêu nha. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm ngày hôm nay là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Hà Tuyết ơi, đoán con bài, đoán cả chất con bài giúp em luôn đi ạ. Em thấy em đã có gợi ý rất là sát cho khách yêu rồi ạ, mà em vẫn thấy là nhiều bạn đoán rất là sai ạ. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 7 rô hoặc con 8 rô thôi ạ. Con 7 rô hoặc con 8 rô thôi khách yêu nha. Con 9, con 10 rô là không có đúng rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 rô và con 8 rô thôi ạ. Con 9, con 10 rô là không có đúng rồi khách yêu nha. Bạn nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Nhanh tay comment lại giúp em, nhanh tay chia sẻ like của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Liệu con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đấy khách yêu ơi? Liệu con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 7 rô hay con 8 rô đây ạ? 3 phút cuối cùng ạ, 3 phút cuối cùng để khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em chưa comment đoán con bài thì nhanh tay đoán con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em giúp bên em ạ. 3 phút cuối cùng khách yêu nha, 3 phút nữa em sổ bài ra mà bạn nào chưa có comment được con bài, chưa có comment đúng con bài, chưa có chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Mà lúc đó không trúng vào mini game của bên em thì rất là tiếc ạ. Em xin nhắc lại, quà mini game của bên em rất là hot luôn khách yêu nha. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì thì bên em tặng màu son đó cho mình luôn đó. Nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Em thấy comment của Nguyễn Thị Kiều Anh là 8 rô, comment của Cẩm Thơ là 7 rô ạ, comment của Phương Huy là 8 rô ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha, 1 phút cuối cùng ạ, bạn nào chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha. Bạn chưa nào chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Ok Hàn An Di, em chia sẻ vào nhóm nhiều lắm rồi chị. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao đó ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã đoán được con bài chưa ạ? Em đã gợi ý rất là sát rồi mà em thấy nhiều bạn vẫn comment sai đấy ạ. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 7 hoặc con 8 rồi thôi khách yêu nha. Cuộc sống muôn màu sương gió ơi, son màu vàng bên em là son nữ hoàng đó ạ. Nếu như muốn mua son sale thì đợi sau mini game giúp em ạ. Còn đây đang là thời gian chơi mini game nha. Đây đang là thời gian chơi mini game, bên em sẽ tặng son giá 0 đồng cho khách yêu nào trúng quà mini game của bên em ạ. Đoán đúng con bài và chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ đó ạ. Nguyễn Nguyễn ơi, em thấy Nguyễn Nguyễn ạ. Minh Như Anh ơi, chia sẻ giúp em ở chế độ công khai giúp em và có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân hoặc trên đội nhóm chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Lưu ý giúp em là sau khi kết thúc mini game rồi khách yêu có thể xóa bài chia sẻ đi ạ. Bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Nên là tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Ok Phạm Ngọc, em cảm ơn Phạm Ngọc. Chị ơi em chia sẻ rồi. Nhanh chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Con 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng để khách yêu nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em ạ. Chưa comment giúp em thì nhanh tay comment giúp em ạ. Minh Như Anh ơi, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ càng cao ạ. Lê Thanh Hằng ơi, em thấy Lê Thanh Hằng ạ. Lưu ý giúp em là khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được. Nhưng mà chia sẻ chế độ công khai giúp em khách yêu nha.
Minh Thúy ơi, số lượng khách yêu trúng vào mini game của bên em là bên em không có giới hạn số lượng ạ. Chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ. Lưu ý giúp em là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Mình chia sẻ ít thì cũng chưa có trúng quà mini game của bên em đâu ạ. Lan Nguyễn ơi, sau khi kết thúc mini game rồi em sẽ có chương trình sale son rất là hot đó ạ. Nên là nếu như muốn mua son sale của em thì đợi sau mini game giúp em nha. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể đoán con bài rồi, đã hết thời gian khách yêu có thể comment thoải mái. Bây giờ mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài đi ạ. Mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài khách yêu nha. Một con bài thôi ạ. Khách yêu nào chọn con 7 rô thì ghi chữ 7 rô chốt giúp em ạ. Khách yêu nào chọn con 8 rô thì ghi chữ 8 rô chốt giúp em ạ. Mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài khách yêu nha. Mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài ạ. Khách yêu nào chọn con 7 rô thì ghi chữ 7 rô chốt giúp em ạ. Khách yêu nào chọn con 8 rô thì ghi chữ 8 rô chốt giúp em ạ. Mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài đi ạ. Mỗi khách yêu chốt giúp em một con bài đi ạ. Khách yêu nào chọn con 7 rô thì ghi chữ 7 rô chốt giúp em ạ. Khách yêu nào chọn con 8 rô thì ghi chữ 8 rô chốt giúp em đi ạ. Mỗi khách yêu chốt một con bài giúp em luôn đi ạ, để em sổ bài khách yêu nha. Mỗi khách yêu chốt một con bài giúp em để em sổ bài ra luôn ạ. Ok, Cẩm Linh em nhận được con chốt của Cẩm Linh là 8 rô ạ. Hà Tuyết là 7 rô chốt ạ. Bùi Khánh Lê là 5 rô chốt ạ. Cuộc sống muôn màu là 8 rô chốt ạ. Tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? 3 phút cuối cùng để bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay chia sẻ giúp em ạ. Nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. 3 phút cuối cùng khách yêu nha. 3 phút cuối cùng ạ, em gợi ý rất là sát cho khách yêu rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 rô và con 8 rô thôi ạ. Em gợi ý rất là sát cho khách yêu rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 rô và con 8 rô thôi khách yêu nha. Bạn nào đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Khánh Huyền Nguyễn ơi, em thấy Khánh Huyền Nguyễn ạ. Bạn nào đoán sai rồi thì, bạn nào chốt sai rồi thì nhanh tay chốt lại giúp em đi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là 7 rô hoặc 8 rô thôi khách yêu nha. Nhanh tay, bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em ạ. Bạn nào chưa chốt con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Một phút cuối cùng để bạn nào chốt con bài và chưa chốt con bài và chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chốt con bài giúp em, nhanh tay chia sẻ like giúp bên em ạ. Một phút cuối cùng khách yêu nha, một phút cuối cùng ạ. Một phút cuối cùng khách yêu nha, tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? Tất cả khách yêu đã chia sẻ like của bên em chưa ạ? Một phút cuối cùng khách yêu nha, một phút cuối cùng ạ, để em sổ bài ạ. Hay xin Kim ơi, nhanh tay comment giúp em xem con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì ạ? Nhanh tay chia sẻ like của bên em nào trong top chia sẻ like ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Một phút cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. Lưu ý giúp em con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 rô hoặc con 8 rô thôi ạ. Lưu ý giúp em là con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 7 rô hoặc con 8 rô thôi ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. Ngọc Huế ơi, em thấy Ngọc Huế ạ. 30 giây cuối cùng ạ. Tất cả khách yêu nào chưa chốt được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể comment thoải mái con bài rồi ạ. Đã hết thời gian rồi khách yêu nha, đã hết thời gian rồi ạ. Bây giờ tất cả các khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ con bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em đi ạ. Em chưa có nhận được chữ ngon comment từ khách yêu đâu ạ. Hạ Hoàng ơi, em thấy Hạ Hoàng ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài ạ. Đời Lãng Tử ơi, em thấy Đời Lãng Tử ạ. Khánh Huyền Nguyễn ơi, thích cây son gì bên em tặng cây son đó, thích màu son gì bên em tặng màu son đó đấy ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngon comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Phan Thị Lệ Giang ơi, em thấy Phan Thị Lệ Giang ạ.
Tất cả cách yêu vi chữ ngôn comment giúp em để em thấy sổ bài ạ. Em mới nhận được ghi chữ ngôn comment của Khánh Huyền Nguyễn Thế ạ, của Mỹ Hạnh ạ, của Nguyễn Thị Kiều Anh ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngôn comment giúp em để em sổ bài ra luôn ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngôn comment giúp em để em sổ bài luôn khách yêu nha. Ok khách yêu ạ, sau đây em sẽ sổ bài ạ. Sau khi em sổ bài ra rồi, bạn nào mà lúc đó bạn em sẽ hủy tất cả các kết quả sau khi mà em sổ bài ra khách yêu nha. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em, nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Khánh Huyền Nguyễn ơi, phí ship là do khách yêu, bên em sẽ gửi son không đồng cho khách yêu và khách yêu thanh toán phí ship cho bên Viettel khách yêu nha. Ok khách yêu ạ, sau đây em sẽ sổ bài luôn đi ạ. Sau đây em sẽ sổ bài luôn đi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đây ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đấy khách yêu ơi? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy con bài của chúng ta ngày hôm nay chưa ạ? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 7 rô khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay là con 7 rô ạ. Khách yêu nào đã đoán đúng con 7 rô rồi thì giữ lại bài chia sẻ giúp em để nhân viên bên em kiểm tra số lượt chia sẻ. Sau khi nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ báo kết quả trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Sau khi nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố kết quả live trực, kết quả trúng thưởng mini game của bên em trực tiếp trên live cho khách yêu luôn nha. Sau như đã hứa với khách yêu từ đầu chương trình, sau đây em sẽ có chương trình sale son rất là hot ạ. Combo 2 son ạ, combo 2 son khách yêu nha, chỉ với giá 99.000 ạ. Khách yêu sẽ nhận được một son 3CE và một son nữ hoàng ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Chỉ với 99.000 khách yêu sẽ nhận được combo 2 son rất là hot đó. Một son 3CE kem và một son nữ hoàng với giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Em nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng ạ. 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son siêu hot luôn ạ. Combo 2 son siêu hot luôn khách yêu nha. Sau đây em sẽ test trực tiếp màu son đỏ cam của son 3C trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Đây ạ, khách yêu có thể nhìn thấy đây là màu son đỏ cam của son 3C kem bên em khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Phí ship toàn quốc là bên em là 30.000 đó ạ. Combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Em nhận được số điện thoại của đời lãng tử ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng giá 99.000 khách yêu nha. Đây là em đã test trực tiếp màu son đỏ cam của son 3CE kem trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phạm Hằng ơi, bây giờ vẫn chưa có kết quả mini game đâu ạ. Khi nào mà nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Hiền Thúy Phan ơi, combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng giá 99.000 ạ. Hồng Thu Nguyễn ơi, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Bổ sung địa chỉ giúp em luôn khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3CE kem và 1 son nữ hoàng giá 99.000 ạ. Đây là màu son đỏ cam của son 3CE kem em test trực tiếp trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Bên công ty dành tặng 20 đơn hàng cho 20 khách yêu tham gia mini game của bên em rất là nhiệt tình đó ạ.
Đây, em đã test trực tiếp màu son 3C kem và màu son nữ hoàng trên tay cho khách yêu thấy luôn rồi đấy ạ. Son nữ hoàng của bên em gồm 4 màu khách yêu nha. Son nữ hoàng gồm 4 màu, thứ nhất là màu đỏ tươi, đỏ ruby, đỏ cam và đỏ hồng đó ạ. Son nữ hoàng gồm 4 màu khách yêu nha. Nếu như bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. 20 đơn hàng tương ứng với 20 combo ạ. Sale hot cho khách yêu luôn ạ. Tại vì khách yêu chơi tham gia mini game của bên em rất là nhiệt tình đó ạ. Nên là ngày hôm nay em sẽ dành tặng 20 đơn hàng cho 20 khách yêu tham gia mini game của bên em nhiệt tình khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng giá 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Em đã test trực tiếp màu đỏ cam của son 3C kem và màu đỏ cam của son nữ hoàng trên live cho khách yêu thấy luôn rồi ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Còn bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Đây, như khách yêu thấy son nữ hoàng rất là sang luôn ạ. Nhìn rất là sang luôn khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Combo 2 son có giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Kim Anh ơi, combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng có giá 99.000. Em đã test trực tiếp màu son trên live cho các yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn nha. Ok Hồng Thu Nguyễn ạ, em nhận được sổ địa chỉ của Hồng Thu Nguyễn rồi ạ. Chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Diễm Tiên Phan Thị ơi, muốn biết bảng màu son của bên em thì inbox giúp em, báo nhân viên bên em gửi bảng màu ạ. Son 3C kem bên em gồm đủ 10 màu luôn ạ. Có son nữ hoàng gồm 4 màu khách yêu nha. Son nữ hoàng gồm màu đỏ tươi, đỏ ruby, đỏ hồng, đỏ cam ạ. Đây ạ, em test trực tiếp màu, đây là màu cam hồng đất ạ của màu son 3C kem. Còn đây là màu đỏ cam của son 3C kem, đây là màu đỏ cam của son nữ hoàng khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Đúng 20 bạn nào để lại số điện thoại và địa chỉ đầu tiên thì sẽ có cơ hội mua son, mua combo sale son rất là hot của bên em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Còn bạn nào đã để lại số điện thoại và địa chỉ rồi thì chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách yêu nha. Sau đây em sẽ công bố Sò con ơi, combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, em test trực tiếp màu son trên live thấy cho khách yêu luôn rồi đây ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Son bên em lên màu rất là mềm và mịn luôn khách yêu nha. Em vừa nhận được kết quả do nhân viên bên em báo xuống ạ. Em vừa nhận được kết quả do nhân viên bên em báo xuống ạ. Ngày hôm nay có 3 bạn trúng quà mini game của bên em ạ. Ngày hôm nay có 3 bạn trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Ngày hôm nay có 3 bạn trúng quà mini game của bên em, đó là ba bạn. Thứ nhất là bạn Bubi Hà, thứ hai là bạn Ngân Khỉnh ạ, thứ ba là bạn Noel Henry ạ. Ba bạn có tên ở trên nhanh tay inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Ngày hôm nay có tất cả 3 bạn trúng quà mini game của bên em đó. Thứ nhất là bạn Bubi Hà, thứ hai là bạn Ngân Khoảnh ạ và thứ ba là bạn No Henry ạ. Ba bạn có tên ở trên nhanh tay inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình ạ.
Combo 2 son ạ, 1 son 3 se kem và 1 son nữ hoàng có giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phương San San ơi, combo 2 son có giá 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng. Em xin lỗi, ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đây ạ, em test trực tiếp màu son trên trên live cho khách yêu thấy luôn rồi ạ. Son bên em lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Combo 2 son, 1 son 3 se kem và 1 son nữ hoàng giá 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Thúy Hiền, Hiền Thúy Phạm ơi, con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 7 rô khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay là con 7 rô ạ. Kết quả bên em là do hệ thống lọc nha, không phải là do nhân viên lọc đâu ạ, đây là không có chuyện nhầm lẫn ở đây đâu ạ. Sao con ơi, son 3C bên em đủ 10 màu luôn ạ. Ok, em nhận được thông tin của Yến Thi Nguyễn rồi ạ, chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 khách yêu nha, combo 2 son có giá 99.000 ạ. Chỉ với 99.000 khách yêu sẽ nhận được một son 3C kem và một son nữ hoàng ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em khách yêu nha. Đời Lãng Tử ơi, 99.000 hai son, một son 3C kem ạ và một son nữ hoàng ạ. Son nữ hoàng rất là xinh luôn đấy ạ. Em đã test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Yến Nhi Nguyễn ơi, em thấy Yến Nhi Nguyễn ạ. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em đã báo với tất cả khách yêu rồi ạ. Kết quả like của bên em là do hệ thống lọc kết quả. Hệ thống sẽ lọc kết quả từ trên xuống dưới ạ. Nếu như bạn nào có số lượt chia sẻ lọt trong top chia sẻ thì hệ thống sẽ lấy khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em khách yêu nha. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. 20 khách yêu để lại số điện thoại và địa chỉ đầu tiên sẽ có cơ hội mua son với giá sale của bên em ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. À. Ngày hôm nay em chỉ nhận. Khách yêu ơi, em báo rồi đó là kết quả mini game của bên em là do hệ thống lọc ạ. Hệ thống sẽ lấy kết quả từ trên xuống dưới ạ. Những bạn nào có số lượng chia sẻ lọt trong top chia sẻ thì có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Ok, đời Lãng Tử em nhận được số thông tin của đời Lãng Tử rồi ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Son nữ hoàng bên em gồm 4 màu, thứ nhất là đỏ tươi, thứ hai là đỏ cam, thứ ba là đỏ hồng và thứ tư là đỏ ruby ạ. Còn son 3C kem bên em có gồm bảng màu gồm 10 màu luôn khách yêu nha. 3C kem bên em đủ 10 màu luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đời Lãng Tử ơi, nếu như mà muốn mua màu cam đất thì chọn son 3C giúp em đi ạ. Son 3C bên em có màu cam hồng đất ạ. Còn màu cam đất là son nữ hoàng không có đâu ạ. Son nữ hoàng bên em gồm đủ bảng màu gồm 4 màu, thứ nhất là màu đỏ tươi, thứ hai là đỏ cam, thứ ba là đỏ ruby, thứ tư là đỏ hồng ạ. Đây ạ, em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Đây là màu cam hồng đất của son 3C kem ạ. Đây là màu đỏ cam của son 3C kem. Đây là màu đỏ cam của son nữ hoàng ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Nguyễn Hiệu ơi, mini game của bên em đã kết thúc rồi ạ. Một ngày em chỉ chơi mini game duy nhất một lần trong ngày thôi ạ. Nên là muốn tham gia mini game của bên em thì ngày mai tham gia giúp em ạ. Còn ngày hôm nay mini game của bên em kết thúc rồi khách yêu nha. Combo 2
son có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Quỳnh Như ơi, em thấy Quỳnh Như ạ. Hương Lan ơi, nếu như muốn biết cụ thể bảng màu son của bên em thì inbox giúp em bán nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 khách yêu nha. Khách yêu sẽ nhận được một son 3 xe kem đây ạ. Một son 3 xe kem và một son nữ hoàng ạ. Combo 2 son rất là xinh luôn ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Quỳnh Như ơi, em thấy Quỳnh Như ạ. Đây ạ, combo 2 son rất là đẹp luôn ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 khách yêu nha. Hồng Thu Nguyễn ơi, tại vì bên em sale giá rất là thấp rồi ạ. Bên em đã sale giá rất là thấp cho những khách yêu tham gia mini game của bên em để tình dọa, nên là bên em không có hỗ trợ phí ship luôn ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Dù khách yêu có đặt bao nhiêu set đi nữa thì phí ship toàn quốc đều là 30.000 đó. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Khi nào nhân viên bên em báo là đã đủ 20 đơn hàng rồi thì em sẽ kết thúc sale mini game khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 ạ. Son bên em bao lề luôn, đời lãng tử nha, son bên em là bao lề luôn ạ. Son bên em bao lề luôn ạ. Hương Lan ơi, mini game của bên em kết thúc rồi ạ. Nếu như muốn tham gia mini game của bên em thì đợi xong mini game giúp em ạ. À, em xin lỗi, đợi đến ngày mai giúp em ạ. Còn hôm nay mini game của chúng ta đã kết thúc rồi nha. Đây ạ, son bên em bao lì luôn ạ. Đây ạ. Khách yêu có nhìn thể nhìn thấy son bên em bao lì luôn ạ. Ok, đời lãng tử ạ. Inbox giúp em nhé, báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Khi nào nhân viên bên em báo đã đủ 20 đơn hàng thì em sẽ kết thúc mini game ạ. Ok, Ánh Dương Nguyệt đỏ cam nữ hoàng ạ. Nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho mình khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đơn hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Ánh Dương Nguyệt ơi, son bên em hạn sử dụng đến 2020 ạ. Em xin lỗi, hạn sử dụng đến 2021 ạ. Châu Châu ơi, 2 son là giá 99.000 đúng rồi ạ. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Hết 20 đơn hàng rồi thì em sẽ không sale giá như vậy nữa đâu khách yêu nha. Ánh Ngân ơi, khách yêu được chọn cả 2 màu son ạ. Ok, Nguyễn Thị Kiều Anh ạ, em nhận được thông tin của Nguyễn Thị Kiều Anh rồi ạ. Chuối điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Khách yêu được chọn cả 2 màu son luôn đó ạ. Son 3 xe kem bên em đủ 10 màu luôn ạ. Gồm màu đỏ thuần, đỏ lạnh, đỏ cam, san hô, hồng đào, cam hồng đất và cam nu ạ. Còn son nữ hoàng bên em gồm 4 màu khách yêu nha. Son nữ hoàng bên em gồm 4 màu là đỏ tươi, đỏ cam, đỏ hồng, đỏ ruby đó ạ. Combo 2 son có giá 99.000 ạ. 2 son siêu xinh luôn ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn lao khách yêu nha. Nếu như bạn nào chưa tin tưởng vào son của bên em thì lên trên trang tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ. Một cơ hội ơi, son combo 2 son có giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Chỉ với 129.000 khách yêu sẽ nhận được combo 2 son siêu xinh luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ.
Châu Châu ơi, ok Châu Châu ạ, em chốt đỏ cam và đỏ tươi cho Châu Châu ạ, nhanh tay bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 2 xong có giá là 99.000 khách yêu nha. Ok Ánh Ngân ạ, nhanh tay bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Hết 20, khi nào nhân viên bên em báo đã đủ 20 đơn hàng rồi thì em sẽ kết thúc mini game khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 2 son rất là xinh luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Thảo Dương ơi, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Đây ạ. Em test trực tiếp màu son của bên em trên tay cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn và bao lì luôn khách yêu nha. Son lì lắm luôn ạ. Ok Châu Châu, em nhận được thông tin của Châu Châu rồi ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 2 son có giá 99.000 khách yêu nha. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok Ánh Ngân ạ, bây giờ inbox cho em địa chỉ và để nhân viên bên em chốt đơn hàng cho mình ạ. Tất cả các yêu yên tâm ạ. Khi khách yêu để lại số điện thoại và địa chỉ thì nhân viên bên em sẽ ẩn toàn bộ thông tin của khách yêu ạ, nên là không sợ lộ thông tin khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Nhân viên bên em vừa báo xuống ạ là đã có 15 khách hàng để lại số điện thoại và địa chỉ để đặt hàng rồi ạ. Em sẽ nhận đúng 5 combo nữa thôi khách yêu nha. Em nhận đúng 5 combo nữa thôi ạ. Hết 5 combo rồi thì em sẽ kết thúc live của bên em tại đây ạ. Hết 5 combo rồi thì em sẽ kết thúc live khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Ok đời lãng tử ạ, chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Đây ạ, combo 2 son ạ, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok ạ, em đã nhận được thông tin của đời lãng tử rồi ạ. Nguyễn Thị Kiều Anh ơi, đợi giúp em một chút ạ. Tại vì do hôm nay là bên em bị quá tải nên nhân viên bên em chưa có gọi được nhá. Đợi giúp em một chút ạ. Ok Ánh Dương Nguyệt ạ. Em nhận được số điện thoại của Ánh Dương Nguyệt rồi ạ. Bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son có giá là 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào đã để lại số điện thoại và địa chỉ để đặt hàng rồi thì chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng khách yêu nha. Ok Ánh Dương Nguyệt ạ, em nhận được thông tin của Ánh Dương Nguyệt rồi ạ. Chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Em nhận đúng 5 combo nữa thôi khách yêu nha, đúng 5 combo nữa thôi ạ. Hết 5 combo rồi thì em sẽ không sale giá như vậy nữa khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ánh Dương Nguyệt ơi, hạn sử dụng đến 2021 ạ, bên em bao hạn sử dụng luôn ạ. Nên là tất cả khách yêu cứ yên tâm đi ạ. Combo 2 son là có giá 99.000 khách yêu nha, combo 2 son có giá 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại giúp em ạ. Em sẽ sell combo này trong vòng 5 phút nữa thôi ạ, 5 phút nữa thôi khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ. Tạ In ơi, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá là 99.000 ạ. Ê đây ạ, em đã test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ, bao lì luôn ạ.
Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ. Em nhận đúng 5 combo nữa thôi khách yêu nha, đúng 5 combo nữa thôi ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng có giá 99.000 ạ. Khách em nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Đây ạ, son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20, em xin lỗi, em chỉ nhận đúng 5 combo nữa thôi khách yêu nha. Và em sẽ sell chương trình này trong vòng 3 phút nữa thôi ạ. Ok ạ, em đã nhận được thông tin của đời lãng tử rồi ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Em nhận được thông tin của đời lãng tử rồi ạ. Ok ạ, em chốt nữ hoàng đỏ cam đời lãng tử nhá. Còn bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son nữ hoàng ạ. Có giá là 99.000 khách yêu nhá. Ok ạ, nếu như không còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng nữa thì em xin kết thúc mini game của bên em tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.